Mến chào cô chú anh chị và các bạn. YouTube upload video, internet rất là quan trọng. Hơn một năm, mỗi lần mình muốn để lên một cái video nào đó, ít nhất là 5 tiếng. Nhiều khi 2 ngày, 3 ngày vẫn không để cái video đó lên được, đành phải xóa bỏ, làm lại. Nhưng bây giờ mình đã hiểu được lý do tại sao, cho nên mình chia sẻ để rồi các bạn nào muốn làm YouTube, điều gì mình nên cần để làm. Trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ có những cái đoạn là để cái phone lên quay 3 lần, 4 lần nói chuyện, rồi cuối cùng cũng đã làm xong. Và cuối cùng của cái video của ngày hôm nay đó là cái gì? Thôi thì cùng nhau xem thử coi có cái gì mới, có cái gì lạ, có cái gì vui. Hôm nay là ngày chủ nhật. Ủa, chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay không có nấu ăn. Những thức ăn mà ở trên bàn á là mình mua ở chợ cái gì? Hàn Quốc thôi. Enjoy. Enjoy. Enjoy restaurant. Enjoy restaurant. Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình không có nấu ăn bởi vì những thức ăn mà ngày hôm qua thứ sáu đến một cái nhà hàng gọi là Enjoy ở San Jose, kế bên Việt Nam Thao, cũng như là Fancy More đó, nhiều món ăn quá, cho nên giờ phải ăn cho hết, chứ nếu không á là không có được. Món ăn đó thì một món đó là cơm trộn, rồi thêm một phần nó cho mình kim chi, rồi nó cho miếng trộn, cho luôn một tô súp. Hôm qua ăn sushi hôm qua ăn hai còn giờ ăn tiếp, đó cứ làm như vậy là ăn tiếp thôi, ngon. Mời cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là tối thứ sáu, hai vợ chồng ăn những món ăn ngày hôm qua, hôm nay ăn tiếp. Thôi, thứ sáu. Thứ sáu gì? Mẹ. Ok, 1, 2, 3. Mến chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là tối thứ bảy. Những thức ăn mở trên bàn nhìn rất là ngon, đó là đồ ăn hôm qua thứ sáu. Mình mua đồ ăn của Hàn Quốc, sushi rất là ngon, nhưng là cá sống, nhưng mà nhiều quá ăn hết. Bây giờ lấy ra ăn tiếp, như là một món cơm gọi là cơm trộn rất là ngon. Khi mà mình mua những thức ăn mà đem về đó, cái nhà hàng Enjoy này nè, họ cho mình rất là nhiều món, một mâm luôn, một mâm gọi là kim chi nè, nhiều lắm, rất là ngon ha. Nếu mà nói về San Jose, chỉ có cái tiệm đó là mình thích, nằm ở trong cái khu Việt Nam Town, kế bên những cái quán như là phở, mì, hủ tiếu, dễ tìm lắm, chỉ có một cái nhà hàng đó thôi. Lại thêm một phần nữa là xà lách. Nhưng mà đây không phải là cái điểm chánh. Cái điểm chánh mình muốn nói đây là thép ram. Đây là thép ram. Trời ơi, cái thép ram này ngon lắm. Mua ở đâu? Century Mall. Trong khu Century Mall ở San Jose, cái quán gọi là miền Tây. Trong đó là bán bún mắm nè, cháo cá nè, rồi bún cá, những món ăn gọi là chù cô, hoặc là fast food, mình ăn 3 món gì đó, ngon lắm. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào ở San Jose, San Diego, San Francisco, Fremont, xuống dưới ăn thử đi, bún mắm là năm mùa quanh, ngon lắm, ngon vô cùng luôn. Những món ăn này thì nói đúng ra không phải lúc nào mình cũng ăn đâu, chắc cũng cả năm rồi nó mới mua những cái món ăn này về nhà ăn. Năm rồi đó, lâu lắm rồi, năm.
Ngon. Ngon. Mình không ăn cá sống được, mình phải ăn những món như là những cái món gì chín á, chẳng hạn như cái này gọi là cuộn á, cuộn mà cuộn tôm nè, nó gọi là dragon roll đó, mình ăn vậy, chứ còn mà cá sống là không ăn được. Cũng ăn được nhưng mà không ăn nhiều lắm, 1-2 miếng thôi. Nếu như mà cho mình đi ra ngoài ăn á, ngoài đồ ăn Việt Nam á, thì mình bắt đầu mình thích ăn đồ Hàn Quốc hoặc là đồ Đại Hàn. Hàn Quốc là Đại Hàn. Nhật. Đó là những món mà mình thích ăn. Hàn Quốc thì mình thích ăn giống như là nướng á, rất là thích. Nhưng mà nướng là không có ăn buffet nha, không có thích ăn buffet đâu. Hồi còn trẻ thì ăn buffet, bây giờ lớn tuổi là không có buffet, vô là mình thích món nào mình kêu. Tính ra vẫn ngon hơn, vẫn rẻ hơn, bởi vì mình lựa được cái thịt mà mình thích. Còn buffet hả, tùm lum hết, mình đâu có ăn hết đâu. Hồi xưa thì ăn, bây giờ hết rồi. Lúc này ông xã mình á đang vợ hát cả lương, tại vì bây giờ sắp sửa thất nghiệp rồi, phải tập hát rồi mai mốt đi hát để có tiền nuôi vợ, chứ không biết làm sao để nuôi, tuổi này đâu ai mướn nữa. Cái gì tập hát rồi mai mốt đi hát gì, mai mốt ra là thành kiếp cầm ca, vừa hát kiếp cầm ca nuôi vợ. Cái đó không phải kiếp cầm ca mà kiếp cầm lon. Đúng rồi đó, ổng hát cái lương, tập hát cái lương, mai mốt ra là hát kiếp cầm lon, là vừa hát là cầm cái lon nè đó. Mình nói rồi, ráng đi, còn có mấy năm nữa là về hưu đó, không có đủ sống đâu, cho nên bây giờ tập hát cái lương. Hai vợ chồng của mình tính rất là kỹ luôn, kỹ rồi. Cũng như là mỗi người chọn cho mình một công việc làm. Ông xã thì hát cái lương, cầm cái lon. Còn mình á, thì cầm cái phone để quay, để lên YouTube. Cho nên hai người đều có lương hết. Đó. Cho nên bây giờ nếu mà hát hay là đến lúc đó là thành công đó. Còn mà ổng mà không hát hay là coi như thất bại cả hai luôn. Đâu có gì đâu mà quay. Già rồi đâu còn gì nữa đâu quay. Thịt thì ăn thịt ngon. Thịt lách ở đó ăn tại chỗ nó ngon, đem về đây ăn mình không thấy nó ngon. Nói thật nha, nhiều lúc á mình ăn thịt lách mà mình thấy ngon hơn là mình ăn cơm ăn này kia đó. Cho nên đó, lâu lâu mình cũng mới nên ăn xà lách. Mình thích ăn loại nào thì mình mua loại đó. Còn cái nước sốt thì mình có thể tự chế biến. Thí dụ như là mình lấy chanh nè, rồi đường, rồi mình quậy chung với nhau. Nó để cho cái chua chua ngọt ngọt ha. Rồi mình cho chút xíu giấm vô nữa. Tại vì cái chanh với giấm hai cái nó trộn đều với nhau rất là ngon luôn. Bữa nào là mình chia sẻ cái hũ đó, rồi mình pha mà để tủ lạnh, khi nào ăn cái mình chế lên thôi, rất là ngon. Chào thử upload chưa? Upload rồi. Nó lên rồi nè. Lên chưa? À. Ồ vậy hả? Nè. Bưởi da xanh dài vàng vậy nè. Bắt lẻ nữa không? Hôm nay mình ngồi mình ăn, rồi mình tâm sự nói về YouTube channel. Cái YouTube có vấn đề gì? Thật sự ra hồi xưa tới giờ mình làm YouTube này là cũng được một năm mấy rồi đó. Lúc đầu mình mới làm thì dĩ nhiên mình có nhiều cái mình không có hiểu. Nhưng mà tất cả những gì mà mình đã làm nguyên một năm nay đó là mình tự tìm hiểu, rồi mình tự làm.
rồi càng ngày mình thấy mình hiểu được thì mình làm như thế nào. Nhưng có một cái vấn đề là mình không bao giờ nghĩ rằng là nó xảy ra với mình, rồi cái mình cứ phải suy nghĩ rồi mình bị nhức đầu. Để mình kể cho cô chú, anh chị và các bạn nghe cái chuyện làm YouTube. Khi mà một người mà mới bắt đầu làm YouTube á, có nhiều điều mình phải học lắm. Mình học hoài, rồi bắt đầu cái mình mới nghĩ rằng là những cái mà mình học đó là mình học của ai, làm sao mà mình biết để mà mình làm. Thì thật lòng mà mình nói ở đây ha, mình nói để mà cho mọi người hiểu, cũng như là các bạn hiểu, hay là anh chị các cô hiểu thành cái phần nào. Thí dụ như mình làm YouTube đi, rồi có người nào làm YouTube mình quen, cái mình có vấn đề gì đó thì mình hỏi thì sẽ giúp mình. Nhưng cũng có thể là những người mà mình quen biết cũng đã từng làm YouTube, nhưng mình hỏi họ không có chỉ mình đâu. Đó, hai điều ha. Có người thì yes, có người thì sẽ no. Còn mình á, thì mình không có quen biết với ai làm YouTube hết, cho nên cái mà mình cần sự giúp đỡ, mình đâu có ai để giúp mình. Cho nên cái gì mình cũng phải tự mà mình mò ra. Mình thắc mắc cái gì, mình không hiểu cái gì thì mình phải lên cái YouTube, mình đánh tiếng Việt cũng như là tiếng Anh. Mình đánh sao cũng được hết á, thật sự ra là đơn giản như vậy đó. Nhiều lúc mình nói trời ơi, mình phải đánh làm sao cho đúng cái ý mình muốn hỏi, để mà mình có cái câu trả lời, rồi mình tìm được cái video đó, người ta phân tách cái thành phần đó cho mình. Nhưng mà không có, mình đánh đi đánh lại, đánh nhiều cách, rồi ra những cái gì đâu không. Mình nói trời ơi, những cái này là cái mà mình muốn tìm hiểu, cứ như vậy. Nhưng mà trước kia đó, mà mình mới bắt đầu làm YouTube đó, thì cháu ngoại của mình đã làm cho mình cái account, rồi cháu ngoại chỉ cho mình làm InShot làm sao. Thì cái đó thì bây giờ là mình rành rồi. Nhưng mà mình muốn nói ở đây là cái gì, khi mà mình làm một cái video á, mình chỉ có một cái phone vậy là xong. Rồi mình tự quay, rồi mình tự edit trong cái InShot, rồi mình tự upload trên cái phone của mình, tất cả là đều trên cái phone của mình. Nhưng có nhiều người họ rất là giỏi, họ quay trên cái phone nè ha, hoặc là họ quay trên một cái camera, rồi họ mới là upload, họ cho qua cái laptop, đúng không? Rồi họ làm rất là nhiều, rất là giỏi luôn. Còn mình nói thật sự mà mình nói đây là mình không biết gì hết. Mình chỉ biết là quay, rồi làm một cái video ra, rồi upload trên cái phone. Nếu giả tỉ như cái phone mình có bị trục chặt cái gì, hay là cái phone mình có bị rớt bể là coi như xong, là mình phải mua cái phone khác rồi mình bắt đầu lại. Nếu mà mình không có dùng cái InShot để mà mình edit cái video của mình á, gọi là cắt ráp cho nhạc này kia đó, thì mình sẽ không vào những cái app khác để mà mình làm, bởi vì mình đã quen cái InShot rồi. Đó là phần nói về mình làm video. Nhưng có những lúc mình upload cái video đó, thì cái nội dung nó có quan trọng với mình hay không? Mình cũng đã từng chia sẻ qua là đối với mình đó là cái gì gọi là quan trọng, cái mà mình vui là cái đó quan trọng. Cái đề tài mình viết làm sao để cho có rất là nhiều người vào xem, để mà coi rồi cho cái view, hay là mình dùng những cái đề tài gì mà nó làm cho mọi người đọc mà cảm thấy thích để mà vào xem, thì cái mà mình chọn lựa là viết cái đề tài gì mà trong đầu mình đang nghĩ là mình viết thôi. Nhưng mà khi mình viết rồi ha, mình upload lên rồi, khi cái video của mình upload lên rồi, mình có nhiều thời gian lắm để mình vào đó mình sửa lại cái title, mình sửa lại cái nội dung, đi làm sao cho chung với cái đề tài mình đang nói. Ví dụ hôm nay mình ngồi mình ăn mình nói, vậy thì cái đề tài hôm nay là đề tài gì? Tối thứ bảy ngồi ăn cơm trò chuyện, ví dụ là như vậy. Hay là mình nói tối thứ bảy chia sẻ những món ăn của người Hàn Quốc, ví dụ ha, mình tóm lại là như vậy. Nhưng mà ở đây á, mình có một cái vấn đề rất là lớn, là khi mà mình đã làm xong cái video mình upload lên cái YouTube channel á, mà bây giờ mình mới hiểu được mỗi một cái video của mình không cần biết là nó dài hay là nó ngắn, nhưng mà khi mà upload lên á, cái thời gian mà được cho mọi người xem đó ít nhất là 2-3 tiếng đó. Và những cái giờ mà mình upload á, không phải lúc nào mình cũng làm 6 giờ chiều, tại vì có nhiều người nói nè, làm video 6 giờ chiều upload đi, có rất là nhiều người xem ở Mỹ. Còn sau 6 giờ đó mình upload trễ lắm, nhưng mà nếu mà upload 6 giờ đó
thì là 10 giờ cái video mình mới lên, nhiều khi 11 giờ đêm mới lên, mọi người đi ngủ hết rồi. Còn nếu mà nó mình upload đi 2-3 giờ chiều, trời ơi, mình không có thể như vậy được, cho nên mình cứ upload khi nào mình xong là mình upload. Và mình upload là nó phải rất là nhanh, rất là nhanh luôn. Khi mà mình lên những cái YouTube channel mình xem, người ta nói đó là ô thời gian á, cái video của mình bao, cái video của mình nó dài bao nhiêu, nó đi như thế nào, rất là nhanh. Đồ của mình nó trời ơi, vậy là cả năm nay đó hả, là tất cả những cái video mình để lên đều là bị chậm lại, chậm một cách khi mà mình không bao giờ mình nghĩ. Đây mình nghĩ ok, chừng nào nó upload lên thì upload lên thôi, còn không thì cứ đợi ha. Có nhiều lúc hả, 2 ngày cái video của mình không có lên, nhưng có nhìn, nhưng có những lúc cô chú và các bạn cũng thấy ủa sao hôm nay cô Hồng lên tới 2 cái video, bởi vì nó bị kẹt đó. Cho nên khi mà nó đã lên, nó lên luôn 2 cái, có lúc thì nó lên 1 cái đó, thí dụ mình nói vậy ha. Nhưng mà cách đây mấy ngày đó, mình upload video không có cái nào nó lên hết. Nó cho mình là 24 tiếng, 48 tiếng, 56 tiếng, mình hết hồn, mình nói ủa cái video mình bị cái gì mà tới mà dài, nó ngắn thôi, video mình cũng là bình thường 20 tới 30 phút đúng không, mà tại sao nó như vậy. Căng thẳng liền, mình căng thẳng, mình vô mình tắt cái phone của mình rồi mình làm mọi thứ để coi làm sao mà cũng không được, rồi mình tham hả, mình delete hết mấy cái video của mình luôn. Mình nghĩ là ô có lẽ trong cái phone của mình á nó nhiều quá, nhiều cái video quá, hay là mình quay nhiều quá, mình chưa có edit, mình để trong cái phone có vẻ có thể như vậy, nó bị nhiều quá, nó gọi là như một cái thùng quá nhiều, nó đầy quá, trời ơi, vô delete hết, coi như là bắt đầu lại từ đầu, bỏ hết những cái video đó, bỏ đâu khoảng là 4 cái video luôn, delete hết luôn, vô cái YouTube của mình delete luôn, rồi bắt đầu mình mới vô những cái YouTube channel khác để mà mình xem coi cái câu trả lời của mình tại sao mình bị vấn đề đó. Thì mình tìm được 2 cái video, một cái video của người Mỹ và một cái video của người Việt Nam. Thì chị nói với mình là ô bây giờ mình phải làm sao, làm sao, làm sao. Thì mình nói ủa mấy cái này là mình cũng đã làm rồi, mình cũng biết rồi mà. Thì thật sự nó đâu có phải là cái vấn đề gì đâu. Thôi bó tay buồn cô chú, mình cứ buồn, mình cứ buồn. Cái buồn của mình ở đây là cái gì? Tại vì có lẽ là mình làm YouTube từ lúc đầu á, mình nghĩ rằng đây là cái YouTube channel của mình là một cái sự gọi là vui vẻ, cái mà giống như là mình chia sẻ trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Rồi mình quen rồi, nếu mà mình không có upload video cái tự nhiên mình thấy mình buồn. Chứ không phải là nó ôm, nếu mình không có để video là mình không có tiền nha, mình nói thẳng như vậy. Nó có cái một cái tình cảm trong cái đó, nó làm cho mình buồn. Cái mà buồn nhiều nhất là cái gì? Mình nhớ cô chú nè, mình nhớ các bạn nè, mình ngồi mình nói trời ơi không biết cô chú các bạn bây giờ hay các em đang đời đang không thấy cái video của cô Hồng. Rồi mọi người sẽ lo, mình có tự nhiên cái mình nghĩ như vậy luôn á, mình nói giống như mình đi thăm viếng ai và người ta quen mình rồi cái giờ mình bắt tin tức luôn, cái người ta nó không biết chuyện gì xảy ra với mình. Tự nhiên mình có cảm giác vậy, cái bắt đầu mình lo. Rồi thôi, mình không nói ha. Bó tay, tự tìm hiểu, tự làm mọi cách để tìm hiểu lý do tại sao. Rồi bắt đầu trở lại upload một cái gì khác cũng bị như vậy luôn, buồn lắm, buồn lắm, không nói luôn, không nói gì với ông xã luôn. Tới đường cùng rồi mới nói với ông xã, không biết tại sao á upload hoài không được, nó bị như vậy, bị như vậy. Rồi bắt đầu là ông xã nói là ô có thể là mình upload nhiều cái video trong một lúc quá cho nên nó bị như nó. Không, mình không có upload một lần 2 cái video đâu, mình biết mà, cái gì mình cũng phải xong một cái rồi mình muốn upload cái khác mà ấy. Cuối cùng là không tìm ra cái vấn đề. Rồi mình nghĩ chứ, thôi tắt cái internet đi, tắt, reset lại, vẫn bị như thường. Buồn dễ sợ luôn. Cuối cùng là phải gọi một người. Tại vì cái tánh mình vậy nè, không thể nào giải quyết cái vấn đề của mình được, thì mình sẽ gọi cái người đó, chứ còn không bao giờ mình gọi. Tại vì sao? Cũng như ông xã mình đó, có công việc để làm, cháu cũng có công việc để làm, con có công việc làm. Cái YouTube channel của mình là cái YouTube vui, nó không phải cái một cái YouTube là mình phải làm, không làm là mình sẽ như thế nào. Cho nên cuối cùng IT, nói tới IT là ai cũng biết ha, rất là giỏi luôn, chỉ cần gọi nói một câu thôi, bị vấn đề không biết tại sao upload video không được. Rồi FaceTime mom dặn cái này lên nè, bấm cho con xem, bấm vô rõ ràng nói trời ơi vậy làm sao mà upload video. Có nghĩa là mình phải vô trong cái laptop của mình hoặc là cái iPhone của mình á, mình đánh cái chữ á, trên cái Google mình đánh là chữ speed test
biết thép nó chạy nhanh á, mình thép là coi cái internet mình nó chạy như thế nào, thì nó ra hai phần. Một phần thứ nhất đó là download và một phần là upload. Cái download với upload của mình phải nói là nó thấp như vậy nè, không thể nào tưởng tượng. Khi mà con nói trời ơi, như vậy làm sao mà có thể làm video được, mà không phải là mới đây, bao nhiêu năm rồi trong nhà mình đó, bao nhiêu năm rồi đó, trả tiền internet 8 năm trời. Cái internet nhà mình rất là chậm, mà hồi xưa tới giờ mình không có quan tâm, tại vì đâu có làm video, đâu có upload, mà ông xã mình cũng đâu có download, chỉ có mình làm YouTube một năm nay thì mình mới như vậy. Mà mình đâu có nghĩ là ồ, video người ta để lên là cái dù, còn mình để lên là ít nhất là vài tiếng, mà mình nghĩ cái đó là bình thường thôi, đúng không? Rồi, rốt cuộc như thế nào? Chuyển qua bên này nói chuyện nha cô chú, ở sau lưng mình nè. Cái fountain của mình có con sư tử đẹp lắm, tối là thôi, nước nó nhiễu nghe cái tiếng thấy thích lắm. Rồi cuối cùng á, con trai mới nói bây giờ phải gọi cho internet hỏi ba câu, đừng có nói gì internet của mình đó. Đó, bắt chước con chỉ rồi gọi, ta đâu có giỏi tiếng Anh đâu, mà con á nó đâu có giỏi tiếng Việt, vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Anh, cả hai người rốt cuộc là hiểu, cứ cần nói ngắn gọn, rồi mình bên đây mình cũng nói ngắn gọn, rồi gọi internet. Trời ơi cô chú ơi, 80 đồng một tháng trả 8 năm trời. Mà cái internet của mình á, phải nói là không thể nào tưởng tượng. Tại vì á, mình phải nói là khi 8 năm về trước mình gắn là mình nghĩ là như vậy là đủ rồi. Nhưng mà mỗi năm tụi nó upgrade lên, cái signal nó cao hơn. Cho nên cuối cùng đó hả, là phải chạy ra ngoài cái chỗ internet đó, nói rồi làm, ông xã mình với con làm, giúp làm. Cho nên bây giờ phải nói một câu như thế này nè. Nếu như nhà mình á, có những cái bill, điện thoại, nước, rác, internet, bất cứ cái gì cũng vậy, lâu lâu là mình phải coi lại, chứ không phải nó gửi về cho mình trả tiền, gửi về mình trả tiền. Tiền điện cũng vậy, tiền nước cũng vậy, tiền internet, bất cứ cái tiền gì cũng vậy hết. Bảo hiểm xe cũng vậy. Trời ơi, mình cứ trả, rồi cái rồi rốt cuộc hả, nó bill cho mình đâu có nhớ, chừng nó ủa, nhớ cái tiền xe bảo hiểm mình có 1.000 đồng à, mà tại sao giờ lên tới 1.500 đó. Mà nhiều khi ông xã mình nói thật á, ông xã mình trả thôi, chứ ông xã mình cũng không có giống như là thấy cái gì rồi nói với mình ha. Bây giờ mình nói ông xã cái bill là như vậy ha, cứ mỗi một năm mình phải coi chừng lại. Vì vậy cho nên nói làm YouTube channel của mình vậy đó, nếu mà cái gì mà mình thấy nó không có đúng á, mình nên tìm hiểu. Và nếu như mình có quen biết ai đó, mình nhờ ai đó giúp mình. Còn mình không có ai hết á, mình không có ai để giúp mình hết trơn đó. Nói về vấn đề giống như là mỗi năm mình làm YouTube nè, mình phải khai thuế đúng không? Thì YouTube sẽ gửi cái đơn về cho mình là 1099 để cho mình khai thuế. Không có nhận được, cũng không biết làm sao, đâu có biết ai để mình hỏi. Rồi lên trên mạng tìm, người ta cũng nói phải vô cái laptop, phải vô cái channel của mình, là có tùm lum hết. Nhưng mà cũng không tìm ra. Tưởng sao, ông xã nhận được rồi, ông xã có nói rồi, mà mình không có nhớ. Rồi rốt cuộc đã nhận được giấy thuế, thì bây giờ mình cái trách nhiệm của mình là phải khai thuế, đúng không? Cho nên nó nói rằng là làm YouTube cũng như là một cái công việc mới, cái gì mình cũng phải học, học làm sao mà để cho nó đi đến trường, ra trường. Còn mình học hoài, học mãi thôi. Cho nên nói, cái điều mình muốn nói ở đây là cái gì? Khi mà mình nghĩ rằng cái YouTube channel của mình là một cái YouTube vui, nếu hôm nay thích thì mình làm, ngày mai mình không thích thì mình đóng, phải không? Nhưng mà cái mà mình cảm thấy rằng là tại sao mình đã từng nghĩ như vậy, thích thì mình làm, không thích thì mình đóng, nhưng mà chưa có đóng YouTube channel của mình thì mình đã lại có cái cảm giác giống như mình rất rất là buồn luôn. Buồn là không biết bên kia mọi người đang chờ đợi, giống như ai đó quen cái video của mình rồi, không cần biết là cái video đó bên kia bao nhiêu người chờ đợi mình. Nhiều khi mình nghĩ là ủa, cái video mình đâu có gì đặc biệt đâu, ngồi đi nói chuyện tào lao thôi, ăn miếng cơm miếng hết, ngồi cầm cái chén ăn nói đó, cứ như vậy là ăn nói thôi, nó quá là tào lao vô cùng. Cũng có rất là nhiều nói chuyện tào lao, nói chuyện này chuyện kia, cái gì cũng vậy hết ha. Nhưng cũng có rất là nhiều người thích nghe mình tào lao. Cô Hồng tào lao, tôi thích cô Hồng tào lao đó, ví dụ vậy đó. Cô Hồng nói dài dòng quá, tôi thích cô Hồng nói dài dòng đó. Còn có người nói trời nói nhanh quá, nói thì đủ hết. Cho nên mình chỉ nghĩ vậy nè, cái người thương mình là ai, mình chỉ nghĩ vậy thôi.
thì mình cứ làm cái gì mà mình thích. Cho nên đây là một cái video mà mình muốn nói đến cái YouTube channel của mình. Nếu như một ngày nào mà tự nhiên mình cúp cái YouTube channel của mình á, thì nó cảm giác như thế nào? Rồi cái nếu mà YouTube không cho mình làm nữa thì mình cảm giác như thế nào? Cho nên đây cũng là một cái để cho mình suy nghĩ. Suy nghĩ như thế nào? Mình cũng chưa biết nữa. Nhưng mà thấy rõ ràng á, cháu ngoại mình nói, con thấy ngoại buồn á, con thấy ngoại buồn á, tại sao ngoại buồn vậy? Nói, rồi tại vì cái internet của ngoại upload hoài không được nè. Nhưng mà rồi thôi, cháu đâu có giúp được cái gì đâu. Đó, cho nên hôm nay là một cái video ngồi đây ăn, tâm sự, làm YouTube channel, vui hay là buồn, có thích hay là không thích. Có phải YouTube là một cái channel để mọi người kiếm tiền hay không? Hay là có YouTube gọi là bị stress, bị lo, bị nghĩ nhiều lắm, rất là nhiều. Cho nên công việc là công việc của chung, làm là làm chung. Internet cũng vậy, hay là làm YouTube cũng vậy, cái gì cũng vậy. Thôi thì mình cứ làm theo cái cảm giác của mình đó cô chú ha. Đó là cái cảm giác của mình, là khi mà mình đã không upload video được á, một phần đó là bị một phần gọi là bị stress, suy nghĩ trời ơi bây giờ làm sao đây, tại sao tại sao cái video của tôi nó không upload. Rồi chứ coi lại cái video của mình nữa, coi đi coi lại, không biết trong cái video mình nói nó có cái chữ nào mà làm cho YouTube kiểm duyệt, mà nó kiểm duyệt lâu như vậy không, đâu có. Trời ơi, coi cái video coi biết bao nhiêu lần không thấy. Rồi mình nói chắc nó dài quá hả, mình cắt. Mà thật sự nó có dài. Làm đủ cách hết, đủ cách hết. Nhưng cuối cùng là cái gì? Internet. Cho nên ha, các bạn có làm video á, thì nên để ý nếu mà nó chậm, nó tải chậm quá đó, thì xem lại cái internet nhà của mình, coi lại cái bill của mình, coi nó cho mình là cái internet của mình là một tháng trả bao nhiêu, với cái điều kiện mình được những gì. Đó, cho nên hôm nay là một cái video gọi là ăn cơm, trò chuyện, nói về làm YouTube, internet. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc cuối tuần vui vẻ. Hẹn lại video ngày mai. Bye bye. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều đã đón xem clip của mình mỗi ngày. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Có những câu chuyện vui, câu chuyện buồn. Làm vườn, nấu ăn, trò chuyện. Đó là những gì mà mình đã cố gắng mỗi ngày đem đến cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Và cũng hy vọng rằng cái gì mình làm được thì mình sẽ làm. Và cũng mong rằng khi cô chú, anh chị và các bạn xem video của mình cũng là một cái niềm vui, là một cái hạnh phúc. Xin cảm ơn. Hẹn lại video ngày mai.